Giả Thuyết Phát xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và chúng ta có hẹn vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và cứ đúng vào lúc 10 giờ sáng thì chúng ta lại có hẹn với nhau và cùng nhau gặp gỡ với hai nhân vật vô cùng quen thuộc, đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại họ nha. Xin mời. Trời ơi, bộ đồ bữa nay đẹp quá, thật sự xuất sắc luôn. Như một tia nắng sáng luôn. Dạ, nhìn nó sao anh nghĩ? Giống như là một cái ánh sáng để mà ánh sáng đời tôi soi đường chỉ lối cho tôi gì đó. Còn anh mặc cái tông đồ bữa nay sao nó băng tuyết. Hồi nãy em đứng ở trong em chờ đạo diễn kêu, cái em nhào ra em chào sân, là ở trỏng là em bị tra tấn. Tra tấn và giọng hát của chị. Sao giờ không gầy yêu đời hay có chuyện gì vui mà cứ hát hoài vậy? Con gái chị. Vậy hả? Bé bây giờ đam mê Elsa và Frozen. Wow. Chị có khả năng thuộc lời nên bây giờ mỗi ngày chị đều nhẩm để cố gắng là khi về là chị sẽ hát cho con chị nghe. Thôi sẵn ở đây trên sóng luôn nè. Mình tập luôn đi chị. Mình hát, mình tập, mình tặng cho con gái trên sóng luôn. Đúng rồi chị. Nó mới ấn tượng. Chị làm Elsa đi chị. Rồi đó. Không, rồi. Chị làm tập bài gì? Anna. Do you want to build a snowman? Yeah. Come out and let's go and play. Yeah. Xoay nè. Chắc tôi gọi điện hỏi. Không nhớ, đấy là cái khả năng cực kỳ tệ hại của chị, chứ không nhớ được lời. Do you want to build a snowman? Yeah. Come on, let's go and play. Yeah. Em là Olaf nè. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. Away. We used to be best buddies. Buddies. And now we're not. I wish you would tell me why. Why? Do you want to build a snowman? Okay. It doesn't have to be a snowman. Go away, Anna. Okay, bye. Không thuộc lời vẫn thấy dễ thương. Ngày hôm nay mình đã lỡ hóa thân thành một người mẹ, cho nên là mình bớt chặt chém lại các thí sinh nha chị nha. Chị sẽ dùng tình mẫu tử của chị giúp với tất cả khả năng của chị. Dạ, yeah. Rồi bây giờ xin mời anh Sư Nghị dắt bà mẹ một con về chỗ. Trời đất ơi. Và như vậy là chúng ta đã vừa gặp gỡ lại với người dẫn đường và kẻ gây rối. Còn bây giờ sẽ là đội chơi đầu tiên ngày hôm nay. Xin mời! Chào hai bạn. Chào anh ạ. Hai bạn giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả được biết đi. Lời nói đầu tiên thì em xin phép được chào anh MC Tấn Phát, chị Lan Phương và anh Xuân Nghị. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Kim Ngọc. Công việc hiện tại của em là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Còn bạn? Dạ. Em xin chào mọi người, em chào anh Tấn Phát, em chào chị Lan Phương và anh Xuân Nghị. Em tên Đức Tính, em năm nay là sinh viên năm 3 của Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Giao thông Vận tải. Dạ. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau và cùng đến với game show này? Hai tụi em là hai anh em cùng một nhà. Hai anh em ruột luôn hả? Dạ, hai anh em họ thôi ạ. Dạ. Cùng nhà tới anh em ruột. Đội của mình tên gì? Dạ, đội tụi em tên là Lấp Lánh. Rồi, bây giờ xin mời đội Lấp Lánh về vị trí của mình. Còn bây giờ sẽ là đội chơi thứ hai, xin mời. Chào hai bạn. Dạ, chào anh chị. Mình tên gì, đến từ đâu, giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên cho phép Hải Cơ. Duy Khang. Gửi lời chào đến anh Võ Tấn Phát, anh Xuân Nghị và chị Lan Phương, cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Tỷ lệ may mắn. Yeah. Và sau đây là đôi lời giới thiệu về đội của mình. Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, Hải Cơ, Duy Khang, xin chào và hẹn gặp lại. Yeah. Ủa rồi cái khúc giữa đâu? Dạ bây giờ tụi em giới thiệu ạ. Trời ơi, tôi tưởng đâu là đang dẫn chương trình luôn á. Dạ, em tên là Hải Cơ, hiện tại em là diễn viên. Ừ, dạ. Còn bạn? Em tên là Duy Khang, hiện tại em là diễn viên. Ai, bạn diễn viên hèn chi lanh lợi quá trời, duyên dáng nữa. Rồi, tên của đội của mình là gì? Dạ, thì hồi nãy em có biết là đội của bạn tên là Lấp Lánh, thì đội của em tên là Long Lanh nè. Long Lanh, Lấp Lánh, dễ thương quá. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí. Còn bây giờ chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với tỷ lệ may mắn.
Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi đầu tiên. Theo công bố năm 2021 của tạp chí Forbes, lĩnh vực nào ghi nhận số lượng tỷ phú nhiều nhất? A. Công nghệ và B. là đầu tư tài chính. Mình là bên nghệ thuật thì chắc mấy cái mảng này mình cũng ít quan tâm ha. Cái này chắc để em suy nghĩ thêm chút nữa trước khi đưa ra cái câu trả lời của mình. Dạ. Đây là hai lĩnh vực đứng đầu trong những lĩnh vực mà có nhiều tỷ phú nhất, mà không biết là cái mảng nào hơn mảng nào thôi. Thôi giờ không biết thì mình hỏi. Dạ em muốn nghe lời tư vấn của chị Lan Phương trước ạ. Sao không phải là anh? À dạ thôi em xin được hỏi ý kiến của anh Xuân Nghị ạ. Cái này là anh nể chị Lan Phương ấy. Như thế này các em ạ. Mình bám sát vào câu hỏi ha. Thì giữa công nghệ và đầu tư tài chính, theo tụi em thì lĩnh vực nào kiếm ra nhiều tiền nhất? Em hỏi cái câu có dứt trọng quay trở. Trả lời được, hỏi anh chi nữa. Theo tụi em có nghĩa là anh đang dẫn dắt để phân tích từng chút một cho các bạn hiểu. Phát làm chuyện đấy rồi, Phát vừa đi ra Phát hỏi xong. Anh dẫn hơi sâu, anh dẫn tới đáp án luôn à. Nó là như thế này, đầu tư tài chính là đầu tư tất cả các lĩnh vực, còn công nghệ nó chỉ là một cái vế nhỏ thôi. Ví dụ như Phát làm công nghệ đi, tôi thấy em là một người có tiềm năng. Dạ, anh muốn đầu tư em ở cái mảng nào anh? Đầu tư về công nghệ. Công nghệ. Anh đang ví dụ em là công nghệ này, em sẽ đi làm thuê cho anh. Dạ. Hàng tháng lợi nhuận anh sẽ thu về. Dạ, anh phát lương cho em thôi hả? Anh sẽ chia phần trăm cho em. Cũng có qua có lại nhưng người nói cũng đúng. Đầu tư tài chính có tiền thì đầu tư vào công nghệ chẳng hạn, đúng không? Dạ. Đầu tư vào cái này cái kia, ok. Nhưng mà những người mà xuất thân từ công nghệ họ cũng trở thành tỷ phú và rồi họ cũng lại có tiền để đầu tư vào những thứ khác. Nghị nói hoàn toàn có lý nhưng mà chị cũng có lý không kém. Tại vì riêng về mảng công nghệ thôi, mọi người thấy chắc chắn là ai cũng biết Facebook đấy là một trong những cái mạng xã hội về công nghệ mà mang lại cái lợi nhuận khủng khiếp lớn cho cái người sáng lập ra là Mark Zuckerberg. Công nghệ người ta cập nhật liên tục, tăng các cái tính năng, càng ngày chúng ta càng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với các cái video này, tin tức này, hoặc là kinh doanh và lợi nhuận lấy từ trên Facebook. Vâng. Là khi mà ta kinh doanh công nghệ ta kiếm được nhiều tiền như thế. Vâng, vâng. Tiếp theo này, Bill Gates thì một cái tên quá nổi tiếng, quá khủng khiếp luôn, là nhà đồng sáng lập Microsoft, và ông thì thu lợi từ nền tảng lưu trữ đám mây dữ liệu công việc. Mọi mặt trong đời sống của chúng ta, đặc biệt về kinh doanh, chúng ta cần rất là nhiều, cần cái nơi mà để lưu trữ tất cả những cái thông tin của công ty, về kinh doanh, về trao đổi giữa nhân viên cũng như là mọi người ở trong công ty với nhau thì vô cùng là quan trọng. Thứ ba nữa, đấy là việc mua sắm online, đặc biệt là cái thời dịch vừa rồi, và nhất là kể cả không có dịch đi chăng nữa thì cái thói quen mua sắm của mọi người, người ta sẽ cần đến cái sự tiện lợi nhiều hơn. Có tiền là một chuyện nhưng có công nghệ lại là một chuyện khác. Giống như bây giờ bọn chị vẫn đang làm việc, nhưng mà vừa hồi nãy là chị đã mua thành công một cái váy chẳng hạn. Thế là ngày mai là có một cái váy giao đến nhà, không cần mất thời gian đi đâu. Thì cái việc mua sắm online là đang phát triển vô cùng. Nên là cái số tiền mà lấy được từ mua sắm online cũng tạo ra rất là nhiều các cái tỷ phú. Nên là câu trả lời của chị chính là công nghệ 100%. Có nhiều tỷ phú giống như Bill Gates. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta là ghi nhận số lượng tỷ phú nhiều nhất ở lĩnh vực nào? Đầu tư tài chính sẽ có cơ hội để mà có nhiều nhà đầu tư hơn. Ví dụ muốn làm một cái bộ phim, tôi sẽ kêu gọi bốn bạn đây đầu tư vào. Khi mà bộ phim của tôi chiến thắng, tôi trở thành tỷ phú, thì các bạn cũng trở thành tỷ phú, thì nó sẽ nhân rộng nhiều hơn. Thế anh nghĩ chị Phương ai nói mình cảm thấy mình tin tưởng hơn? Thì em cũng cảm ơn hai anh chị nói xong các em rối luôn không biết. Chương trình này nhưng, là vậy đó. Dạ. Nhưng mà chị Phương thì có đưa ra nhiều dẫn chứng hơn. Dạ, nên là chắc thì một xíu em sẽ trả lời. Còn bạn? Dạ em nghĩ là em tin anh Xuân Nghị hơn. Tại vì em nghĩ là cái lĩnh vực công nghệ đó là cái lĩnh vực mà gần với giới trẻ tụi em nhiều hơn, cho nên là tụi em biết được một số tên của anh các người tỷ phú. Tại vì câu hỏi là số lượng tỷ phú nhiều nhất, nên em nghĩ là cái phần số lượng tỷ phú nhiều nhất còn lại là ở bên đầu tư tài chính. Cũng khá là hợp lý. Và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội. Và thời gian đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Ví dụ như Phát, tôi thấy em là một người có tiềm năng. Dạ, anh muốn đầu tư em ở cái mảng nào anh? Đầu tư về công nghệ. Công nghệ. Anh đang ví dụ em sẽ đi làm thuê cho anh. Hàng tháng lợi nhuận anh sẽ thu về. Rồi anh phát lương cho em thôi hả? Anh sẽ chia phần trăm cho em. Có qua có lại nhưng nghệ nói cũng đúng. Đầu tư tài chính có tiền thì đầu tư vào công nghệ chẳng hạn, đúng không? Đầu tư vào cái này cái kia, ok. Nhưng mà những người mà xuất thân từ công nghệ họ cũng trở thành tỷ phú và rồi họ cũng lại có tiền để đầu tư vào những thứ khác. Đã có sự khác biệt trong câu trả lời ngay ở câu hỏi đầu tiên. Đội Long Lanh đã chọn đáp án B là đầu tư tài chính, còn đội Lấp Lánh đã chọn đáp án A, đó chính là công nghệ. Và bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời.
Và như vậy đáp án B, đầu tư tài chính là đáp án chính xác của chúng tôi và đã mang về 2 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội Long Lanh. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Xuân Nghị, kẻ gây rối là diễn viên Lan Phương. Câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Sao gật đầu? Dạ. Sở trường của em hả? Dạ. Ủa không mà sao gật đầu? Tại vì em gật đầu với câu nói của anh. Để xác nhận như thôi đó hả? Dạ. Ca dao tục ngữ của Việt Nam thì vô cùng phong phú, vậy nên có rất nhiều những bản chép khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Và nội dung câu hỏi số 2 như sau: điện từ còn thiếu vào chỗ trống, đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cao xanh ăn với trầu vàng, ba chấm chăng. Đáp án A là nên, B là được, C là xứng. Theo tác giả Vũ Ngọc Phan, tục ngữ ca dao Việt Nam, nhà xuất bản Văn học năm 2005. Nãy gật đầu, giờ tôi tràn qua tôi hỏi. Dạ. Liền, em có quan tâm với ca dao tục ngữ không? Câu này em không nhớ lắm. Không nhớ lắm. Dạ. Câu này nó cũng hơi lạ chứ, câu quen thuộc dễ quá, ai cho vô thi. Dạ. Còn em trai thì sao? Em như cũng chưa có nghe câu chưa này. Chưa nghe thì mình hỏi liền. Nghĩ có một cái biệt tài là khi mà bạn ấy đọc ca dao tục ngữ ấy, dù là cái câu ấy đúng khủng khiếp luôn, nghĩa là không thể chạch đi đâu được, nhưng mà qua lời của bạn ấy đọc không ai có thể tin được. Thử mà xem, các bạn cứ thử đi. Đây, thử liền. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, câu xanh ăn với trầu vàng nên chăng. Nên là đáp án mà anh đưa xác suất cao nhất ở trong đây. Theo chị Phương thì là gì ạ? Theo chị là xứng. Tại sao lại là xứng ạ? Thế tại sao lại là nên? Nên nghe nó vần hơn. Nên nghe nó vần hơn, chính xác. Phát hay quá Phát. Tại nghe anh đọc nghe nó vần thiệt mà. Cái bối cảnh mà chàng và thiếp gặp nhau là lúc vào đêm khuya. Mà đêm khuya, nếu mà hai người gặp nhau lúc đêm khuya thì là khá là thân thiết với nhau rồi. Dạ. Yeah. Trầu câu thì thường là ở trong những cái đám cưới hay là đám hỏi thì người ta có trầu có câu. Dạ. Yeah. Đó, thì hai người yêu nhau hỏi là em ơi bây giờ có nên cưới nhau hay không em nhờ, có nên đưa trầu câu qua nhà em hay không, thì cái từ nên nó sẽ mang cái ý nghĩa nó thân mật và nó tế nhị hơn. Nếu mà là từ xứng thì nó lại là mang cái phép so sánh thì không nên. Trong ca dao tục ngữ thì chúng ta nên. Mà cái ý nghĩa câu này là so sánh mà anh, câu này ý nghĩa là so sánh mà. Không, câu xanh ăn với trầu vàng nên chăng. Nên chăng là chúng ta cũng nên. Trầu vàng thường lá trầu mà tốt mà ngon á là thường là trầu xanh. Còn trầu vàng là những cái lá trầu mà nó già, nó chuẩn bị úa. Thì là em chưa ăn trầu rồi. Khi mà ăn trầu người ta sẽ quệt cái vôi lên, và cái vôi nó sẽ làm cho cái trầu nó vàng đi. Phản ứng hóa học đó hả? Đúng rồi. Trời ơi hay vậy. Nói sao? Bà ngoại anh là người ăn trầu, anh biết. Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng là chắc chắn là hai người này đã phải là vợ chồng của nhau rồi. Đêm khuya mà đêm 12 giờ đêm. Sao lại vợ chồng mà lại được? Gặp nhau thì chỉ có thể là phải nằm trên một chiếc giường ở chung một cái nhà. Trai gái mà chưa vợ chưa chồng mà lại rủ nhau đi ra bờ ao đứng ở đấy thì có phải là mang lời người ta đàm người tiếu? Yêu cũng được mà chị. Nhưng mà cái từ xứng người là thời ngày xưa cơ mà, là phải lấy nhau đã rồi mới được ở gần nhau. Buổi đêm nắm tay mà còn run rẩy, còn không dám nắm tay cơ mà. Làm sao mà đêm khuya mà lại hai người yêu nhau được? Đối với chị đấy phải là một cặp vợ chồng, nhưng mà xuất thân của họ có thể là không tương xứng với nhau lắm. Cho nên là người phụ nữ đang muốn hỏi chàng trai là anh cảm thấy như thế nào khi mà em có thân phận kém hơn nhưng mà lại thành đôi với anh. Nó hơi lấn cấn chỗ này chị. Tức là đã vợ chồng rồi. Đúng. Rồi hỏi thì, câu này chi nữa. Thì thế trong cuộc sống có rất nhiều thì thế, người ta yêu nhau đủ người ta mới thốt ra được câu đấy. Có nghĩa là người phụ nữ đã lấy chồng rồi nhưng vẫn mang mặc cảm trong lòng là một cái gì đấy là mình thấp hèn hơn cái người đàn ông. Cho nên là mới ra cái câu là đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, câu xanh ăn với trầu vàng xứng chăng. Ăn kiểu mà nhẹ nhàng mà thủ thỉ kiểu rúc vào trong tay chàng ấy, xong rồi thốt ra cái ôi câu rồi. Lúc nãy bảo là không có dám nắm tay mà bây giờ rúc vào. Nhưng mà vợ chồng thì cứ bảo kìa. Chồng đối với chị câu này là vợ hỏi chồng rồi mới hỏi có xứng hay không. Theo em thì là chưa có là vợ chồng. Em nghĩ là chưa có lấy chưa có là vợ chồng. Phụ nữ ngày xưa người ta mang rất nhiều mặc cảm. Rồi chị cho tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? 100%. 100% cho xứng. Còn anh nghĩ 101%. Không, nó không giống cái phong thái của anh. 100%. Và bây giờ 10 giây dành cho hai đội chơi. Và 10 giây đã trôi qua, ngay bây giờ sẽ là đáp án. Hai người yêu nhau hỏi là em ơi bây giờ có nên cưới nhau hay không em nhờ, có nên đưa trầu câu qua nhà em hay không. Thì cái từ nên thân mật và nó tế nhị hơn. Nếu mà là từ xứng thì nó lại là mang cái phép so sánh. Đối với chị đấy phải là một cặp vợ chồng, nhưng mà xuất thân của họ có thể là không tương xứng với nhau lắm. Cho nên là người phụ nữ đang muốn hỏi chàng trai là đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, câu xanh ăn với trầu vàng xứng chăng.
Đội Long Lanh đã chọn đáp án A là nên. Đội Lấp Lánh đã chọn đáp án C là xứng. Tại sao mình lại quyết định chọn đáp án C theo lời của chị Lan Phương? Vì em vẫn nghĩ hai cái vế mà xanh và vàng á thì nó có cái sự là sẽ là so sánh, thì em nghĩ cái chữ xứng nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì bây giờ đã đang là chàng và thiếp đang hỏi nhau chứ không phải là vợ chồng hay là gì hết. À, dạ. Cái như là mình bám vô cái chuyện là giữa cao xanh với trầu vàng. Dạ đúng. Còn cái chuyện cưới hay chưa cưới là mình bỏ qua một bên. Dạ. À, các bạn tại sao chọn đáp án A? Dạ tại vì hồi nãy cái mà 101% của anh nghĩ á, nên là tụi em tin tưởng một lần nữa, em tin tưởng anh nghĩ. Chắc em chưa coi những số phát sóng trước hả? Nhưng mà em tin anh nghĩ lắm. Ráng đi em, ráng gì giữ giây phút này đi. Dạ. Nó không anh nghĩ đừng làm em đâu. Thất vọng nha. Và kết quả chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Và tất phát xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Chúng ta đã có một câu hỏi về ca dao tục ngữ: đêm khuya thiếp mới hỏi chàng, cao xanh ăn với trầu vàng, bà chấm chăng. Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Đáp án C xứng mới là đáp án chính xác của chúng tôi và đã mang về 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội Lấp Lánh. Và sau qua 2 câu hỏi thì đội Long Lanh đang có 2 triệu đồng. Và đội Lấp Lánh đang có 4 triệu đồng tiền thưởng. Phần người dẫn đường đó chính là diễn viên Lan Phương, kẻ gây rối là diễn viên Xuân Nghị. Câu hỏi số 3 sẽ được bật mí qua một đoạn video sau đây, xin mời các bạn. Rất là quen thuộc và nổi tiếng. Đó là bài Để Mị Nói, Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh. Để Nghị Nói Cho Mà Nghe đúng không? Các bạn có đoán được tôi phát sẽ hỏi câu gì không? Anh Phát, anh sẽ hỏi em về vấn đề ngữ văn. Vì em thấy cuối video tự nhiên nó hiện chữ ngữ văn lên. Ôi trời ơi, chính xác là như vậy. Chuyện ngắn nào của nhà văn Kim Lân không nằm trong danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch? A. Con chó xấu xí. B. Làng. C. Ông lão hàng xóm. Và D. Ông cản ngủ. Các bạn nên nhớ là không nằm trong danh sách nha. Nói về cái chuyện đi học của em thì chắc có văn và anh văn là hai cái môn cho dù em có tập trung thế nào thì nó vẫn cứ ở dưới đáy thôi anh ạ, không thể nào bước lên được cả. Tôi nghe nói tôi mong chờ, tôi tưởng nó là hai môn mà giỏi nhất. Rồi, bây giờ mình để Nghị nói cho mà nghe. Thực ra những tác phẩm này đều là những tác phẩm nổi trội. Thì có những cái thông tin về ông lão hàng xóm được sáng tác vào năm 1958. Đây là một tác phẩm tiêu biểu nói về cải cách ruộng đất. Cho tới năm 2021 thì Nghị nghĩ là sẽ được đưa vào danh sách đề nghị xét tặng. Ông cản ngủ cũng là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Kim Lân. Ông cản ngủ được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy bài tập đọc trong sách tiếng Việt lớp 3. Đoạn trích có tên là đô vật miêu tả sới vật đầy bất ngờ và hứng khởi với sự tham gia của hai đô vật là ông cản ngủ và anh quắm đen. Thì đây là một tác phẩm tiêu biểu cho nên là anh cũng sẽ loại ra. Đáp án mà anh hướng tới là làng. Làng là một tác phẩm được đưa vào trong bộ môn ngữ văn ở trong sách giáo khoa lớp 9. Không phải viết về đời sống nơi tản cư mà viết về tình cảm của con người với làng xóm quê hương. Trong 4 tác phẩm này, làng là một cái tác phẩm khi mà nói tới Kim Lân thì chúng ta phải nói tới tác phẩm này. Vì được nhắc tới nhiều nhất cho nên là theo Nghị sẽ chọn những cái tác phẩm mà ít được biết tới nhất để quảng bá về văn học của Kim Lân nhiều hơn. Đáp án anh hướng tới là làng. Thực ra trong cái câu hỏi này á, anh cũng không phải là chuyên lắm cho nên là anh chỉ cho 95% thôi.
Dạ. Khi nào mà anh chắc chắn thì anh mới đặt tay lên trán. Câu vừa rồi anh chắc đó. Chắc chắn không vừa rồi. Em muốn nghe thêm ý kiến của chị Phương. Ừ, mời chị Lan Phương. Cảm ơn Nghị đã giúp chị phân tích hết gần hết các tác phẩm. Chị không cần phải cảm ơn em, đừng khách sáo như vậy. Và bây giờ thì chị sẽ chỉ tập trung vào đúng một tác phẩm đó mà là... chị nghĩ là câu trả lời đúng. Đấy là tác phẩm Con chó xấu xí. Nói một chút để cho mọi người hiểu thêm về nhà văn Kim Lân. Đấy là ông là người khi mà viết truyện thường luôn luôn đặt mình vào một nhân vật trong tác phẩm. Ví dụ như trong Vợ Nhặt thì Kim Lân chính là nhân vật chàng, rồi vô tình nhặt được một người vợ ở ngoài chợ và mang về nuôi. Và Con chó xấu xí tại sao chị nghĩ là sẽ không nằm trong danh sách đề nghị xét tặng? Bởi vì trong Con chó xấu xí, ông cũng làm công việc là đặt mình vào nhân vật, mà nhân vật chính này lại chính là con chó xấu xí. Có rất là nhiều các cái ý kiến tiêu cực, tích cực. Và thời đó thì từ độc giả cho đến những nhà chuyên môn đều có nhiều người không đồng ý với tác phẩm đấy, bởi vì họ cho rằng là tại sao lại miêu tả con người như con chó. Nhưng mà cái giá trị của tác phẩm đấy là ông muốn nói rằng là dù con người ở hoàn cảnh như thế nào, ở bề ngoài ra làm sao, xuất thân như thế nào, bên trong vẫn là tấm lòng lương thiện của một con người. À, những cái phần tốt nhất của con người nó sẽ luôn luôn nằm ở đấy. Con chó nó cũng là một cái hình ảnh giống như con chó trong chuyện Lão Hạc, nên là nó cũng chưa phải là một cái hình ảnh nó quá khác biệt. Thứ hai lại đặt con người là con chó, thành ra có người thì đồng ý, có người thì không. Đến bây giờ chị vẫn nghĩ rằng là người ta vẫn không chắc chắn là nên ngả theo hướng nào. Cho nên là với tác phẩm này cũng thế, nó có khá là nhiều luồng ý kiến từ thời đó cho đến bây giờ. Với những cái phân tích đấy thì chị nghĩ Con chó xấu xí không nằm ở trong danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Ừ, bao nhiêu phần trăm ạ? 99%. 99%. Với những lập luận của anh Xuân Nghị và chị Lan Phương thì mình cảm thấy là mình tin tưởng ai hơn? Em nghĩ em tin chị Lan Phương. Tin chị Lan Phương hơn. Tại vì tỷ lệ phần trăm chị đưa ra cao hơn hả? Dạ, tại vì em thấy chị nói cũng có lý. Tại vì cái việc là đề nghị xét tặng thì em nghĩ đó là cái luồng ý kiến nó cũng phải đồng bộ với nhau. Tại vì Con chó xấu xí thì nó có nhiều luồng ý kiến, tại vì nó gây tranh cãi nhiều quá, em nghĩ nó không có được đưa vô danh sách. Em thì sao? Cái ý kiến của em thì nghiêng về tác phẩm làng nhiều hơn. Nghiêng về tác phẩm ủng hộ. Dạ, tụi em có chung đội không? Từ câu đầu là đã khác đáp án rồi đó. Một trong hai em là có người đúng đó. Dạ, em đúng hơn anh. Em cũng biết điều đó. Bây giờ sao là coi như là mình ráng mình thuyết phục hoặc là mình đưa những cái lập luận làm sao để mà mình chọn ra đáp án của mình, nghe không? Dạ. Vậy thì 10 giây dành cho hai đội chơi, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Trong 4 tác phẩm này, làng là một cái tác phẩm. Khi mà nói tới Kim Lân thì chúng ta phải nói tới tác phẩm này. Vì được nhắc tới nhiều nhất cho nên là theo Nghị sẽ chọn những cái tác phẩm mà ít được biết tới nhất để quảng bá về văn học của Kim Lân nhiều hơn. Và Con chó xấu xí tại sao chị nghĩ là sẽ không nằm trong danh sách đề nghị xét tặng? Bởi vì trong Con chó xấu xí, ông cũng làm công việc là đặt mình vào nhân vật, mà nhân vật chính này lại chính là con chó xấu xí. Có khá là nhiều luồng ý kiến từ thời đó cho đến bây giờ. Cả hai đội đều chọn đáp án B là làng. Và bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. B. Một mình dê hay mình chưởng vô mặt nhau vậy? Anh em quyến lộn nhau quen rồi đó anh. Và đáp án B, tác phẩm làng là đáp án chính xác của chúng tôi. Và như vậy là đã mang về cho mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Và như vậy là sau qua 3 câu hỏi thì đội Long Lanh đang có 6 triệu đồng. Và đội Lấp Lánh đang có 8 triệu đồng. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Xuân Nghị. Kẻ gây rối là diễn viên Lan Phương. Và Tấn Phát xin được bổ sung thêm một số thông tin về tác giả Kim Lân. Nhà văn Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007, tên thật là Nguyễn Văn Tài, quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung chính trong các tác phẩm của ông là về nông thôn Việt Nam, về cuộc sống lam lũ vất vả của người nông dân thời kỳ cũ. Nhà văn Kim Lân cũng tham gia đóng phim và kịch, tiêu biểu nhất là vai diễn Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy và Lý Cụ trong phim Chị Dậu. Và câu hỏi số 4 sẽ được tiết lộ qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời các bạn. Đây là 3 bức hình nhận giải tại giải ảnh báo chí thế giới hạng mục thể thao năm 2020 và 2021. Các bạn có đoán được nội dung câu hỏi không? Hồi nãy đoán hay quá, đoán cú phốc mà. Dạ, lần này em hết đoán được rồi. Hết đoán được. Dễ mà, những bức hình này nói về thể thao thì chắc chắn câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới thể thao. Nội dung câu hỏi số 4 như sau. Theo công bố từ tạp chí Forbes, ai là người đứng đầu danh sách vận động viên giàu nhất thế giới năm 2020? A. Lionel Messi. B. Cristiano Ronaldo. C. Robert Lewandowski. D.
Roger Federer, E Novak Djokovic. Em có chơi thể thao không? Dạ em có, em có chơi thể thao và thần tượng của em cũng là Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Dạ. Là thường chơi đá banh. Dạ. Câu này thì em cũng em nghĩ là mình cũng có một số đáp án để lựa chọn và em cần hai anh chị tư vấn một xí. Chắc em phải nhờ anh Xuân Nghị. Anh đấy, thể thao anh Nghị trùm ở đây. Xuân Nghị nghĩ là bóng đá nó sẽ có cái sức lan tỏa rộng hơn là quần vợt, như thiên về những cầu thủ bóng đá. Trong những đáp án đây thì Xuân Nghị xin loại ra Robert Lewandowski, bởi vì Lewandowski là một cầu thủ mới nổi những năm gần đây. Thì có hai cầu thủ nổi tiếng đó là Ronaldo và thiên tài Messi. Với hai cầu thủ này thì Nghị là thiên về Ronaldo nhiều hơn. Tại sao ạ? Bởi vì cái giá trị thương mại về quảng cáo của Ronaldo sẽ mạnh hơn Messi. Mà ngoài sân cỏ ra, Ronaldo còn lấn sân qua kinh doanh nữa, chuỗi nhà hàng khách sạn, thương hiệu riêng về đồ lót cũng như là nước hoa. Xác suất Ronaldo sẽ rất là cao. Và một vài thông tin dành cho Messi nếu như mà ai yêu mến. Theo tờ The Sun của Anh mới tiết lộ Messi hưởng thu nhập cực cao tại Barcelona. Ngoài cái mức lương cơ bản ra thì Messi còn nhận thêm tiền khai thác hình ảnh của câu lạc bộ. Bởi vì có Messi vào thì cái giá trị hình ảnh của câu lạc bộ sẽ tăng lên. Trong khi Messi vẫn còn nhiều nguồn thu nhập khác từ các hợp đồng quảng cáo, từ khai thác hình ảnh cá nhân. Nhưng mà so với Ronaldo thì Ronaldo còn kinh doanh thêm nữa. Yeah. Và anh dành tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Ronaldo nhỉnh hơn Messi 99%. Còn Messi khoảng 95%. Còn chị Lan Phương thì sao? Khi mà nhắc đến ai là giàu nhất thế giới, vận động viên thì chắc chắn là sẽ nghĩ đến bóng đá rồi. Nhưng mà thực tế là như thế nào thì cũng chưa chắc. Giống như cô hỏi hồi nãy, công nghệ với lại đầu tư tài chính ấy. Cho nên là chị thì sẽ bảo vệ quần vợt. Ở Việt Nam thì có thể là người ta quan tâm đến bóng đá nhiều hơn. Yeah. Thế nhưng mà cái tiền mà những vận động viên này kiếm được, rõ ràng là Việt Nam chỉ là một con số rất nhỏ ở trên thế giới, mà người ta rất nhiều nước đó cũng quan tâm đến quần vợt không kém so với bóng đá. Và chị thì bảo vệ cho Roger Federer vì anh có quá nhiều các cái chức vô địch rồi. Và dù là anh đã 38 tuổi, là ở cái giai đoạn cuối của sự nghiệp chơi bóng, thế nhưng mà anh vẫn thăng hoa trong rất nhiều thứ. Có lẽ là so sánh với quần vợt thì mức độ nổi tiếng cũng không thua gì với lại Cristiano Ronaldo hay là Messi. Thì chắc chắn là cái nguồn thu nhập của anh sẽ còn đến từ rất là nhiều những cái nguồn quảng cáo khác, các thương hiệu khác. Và anh ấy cũng sẽ đại diện, nhưng có điều là thương hiệu đấy chưa có ở Việt Nam. Vì nên là chị chỉ muốn mọi người hãy cẩn trọng, là chúng ta không biết nhiều, không nghe đến nhiều không có nghĩa là họ không phải là những người siêu giàu hoặc là giàu nhất. Chị thì bảo vệ cho đáp án Roger Federer với tỷ lệ phần trăm là 99%. Còn đáp án E thì chị có những thông tin gì không ạ? Novak Djokovic thật ra là vẫn giữ vị trí ông vua quần vợt của đúng, thế giới. Yeah. Đúng. Anh cũng giành được rất là nhiều giải, nhưng có điều là vào năm 2019 thì anh bị chấn thương vai. Yeah. Thành ra là phải dừng cuộc chơi tại US Open năm 2019. Yeah. Và chính vì cái chấn thương đó, mất đi cái cơ hội tỏa sáng đó. Tại vì vậy thì chắc chắn là rất khó để anh ấy có được sự chú ý từ các nhãn hàng để mà có các cái hợp đồng từ quảng cáo, nên là chắc chắn là không thể nằm trong danh sách này. Federer lại vào nghề trước cơ mà là một huyền thoại quần vợt nữa. Họ kiếm được qua thời gian thì phải hơn Djokovic rồi. Dạ. Con tim em tin anh Nghị mà lý trí em tin anh chị. Câu này là nhiều người chơi cũng đắn đo dữ lắm á. Cứ vô đây là cứ mặc dù con tim là nghe người này nhưng mà lý trí lại muốn chọn người kia, cuối cùng sai. Rồi, như vậy là chúng ta đã có những tỷ lệ phần trăm cho các đáp án. Bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi. Xin mời. Và 10 giây đã trôi qua. Bây giờ sẽ là đáp án của hai đội. Xin mời. Cái giá trị thương mại về quảng cáo của Ronaldo sẽ mạnh hơn Messi. Mà ngoài sân cỏ ra, Ronaldo còn lấn sân qua kinh doanh nữa. Xác suất Ronaldo sẽ rất là cao. Và chị thì bảo vệ cho Roger Federer. Anh có quá nhiều các cái chức vô địch rồi. Có lẽ là so sánh với quần vợt thì mức độ nổi tiếng cũng không thua gì với lại Cristiano Ronaldo hay là Messi. Cái nguồn thu nhập của anh sẽ còn đến từ rất là nhiều những cái nguồn quảng cáo khác. Cả hai đội đều chọn đáp án B là Cristiano Ronaldo. Cũng đúng thôi, Ronaldo quá nổi tiếng rồi. Các nhãn hàng là anh thấy là coi như là Ronaldo là gương mặt đại diện rất là nhiều luôn. Nhưng ở tỷ lệ may mắn điều gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi, xin mời. Và đáp án chính xác, chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo, xin mời. Dạ tốt phép xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn. Theo công bố từ tạp chí Forbes, ai là người đứng đầu danh sách vận động viên giàu nhất thế giới năm 2020? Ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi.
Federer mới là đáp án chính xác. Sao em? Dạ em cũng không có sao. Có buồn không? Em sống chết vì thần tượng. Không sai cũng là thần tượng. Dạ. Và sau qua 4 câu hỏi, đội Long Lanh đang có 6 triệu đồng. Và đội Lấp Lánh đang có 8 triệu đồng. Và câu hỏi số 5 sẽ được bật mí qua một đoạn video sau đây. Xin mời các bạn. Đây là video kỷ lục bơi dưới băng dài nhất thế giới với chiều dài là 120m được ghi nhận tại Phần Lan. Và trong một lần thở mà lặn được 120m ở dưới băng, khó lắm luôn mới là có thể mà chịu được cái sức lạnh như thế này. Và câu hỏi của chúng ta, wow, một cú twist. Hòn đảo nào của Việt Nam nằm trong danh sách 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2020? A. Hòn Thơm, B. Hòn Yến, C. Hòn Mun, D. Hòn Ong, E. Cù Lao Chàm và F là đảo Lý Sơn. Nhưng mà mấy địa danh này em đã từng đến chưa? Tiếc là em chưa tới. Chưa đến, nhưng mà có nghe nói tới chưa? Dạ đúng rồi, em có nghe nói rồi. Có nghe nói cái nào quen thuộc với mình nhất đó? Em nghe thấy Cù Lao Chàm nè, với đảo Lý Sơn, hai cái đó thì em nghe nhiều. Đảo Lý Sơn với Cù Lao Chàm, dạ, là những địa danh thân thuộc với mình. Bây giờ mình nghe lời tư vấn của người dẫn đường và kẻ gây rối. Dạ em muốn nghe chị Lan Phương nói trước. Mời chị Lan Phương. Theo tạp chí Forbes nữa, lại là nằm trong danh sách 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới thì phải có khá là nhiều các cái tiêu chí ngoài việc đẹp hay không. Theo chị thì người ta sẽ chọn những địa điểm mà không quá đại trà ấy. Đầu tiên là nói về Cù Lao Chàm là ở tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An, cũng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là một nơi có bờ biển sâu này, có màu xanh ngắt, rồi nhìn thấy cả rêu xanh nữa. Và khi mà đến đấy lặn xuống thì có thể ngắm trọn vẹn cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy là cũng có dịch vụ lặn biển an toàn nhưng mà chắc chắn không phải là địa điểm mới để mà thế giới quá quan tâm nữa. Nên là chị loại. Tiếp theo là Hòn Yến. Hòn Yến thì thuộc tỉnh Phú Yên, được nhiều người biết đến với vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng. Cạnh Hòn Yến còn có hòn sụn có màu huyết dụ tựa như vụn vỡ của những lớp đá ba gian, là nơi trú ngụ của nhiều chim yến về làm tổ. Ở đây thì không có nhiều cây xanh, bờ biển còn rất là nguyên sơ, các cây bàng, cây phi lao, cây xương rồng mọc lên cùng nắng và gió, nghe qua thấy rất đẹp nhưng mà hoang sơ quá, không phát triển nhiều dịch vụ về du lịch, đặc biệt là dịch vụ lặn biển an toàn. Cho nên là chắc chắn đây cũng không phải là lựa chọn của tạp chí Forbes. Lựa chọn mà chị dành một cái tỷ lệ rất là cao đấy là Hòn Thơm. Hòn Thơm thì nằm ở phía nam của đảo Ngọc Phú Quốc và Hòn Thơm hiện lên với một vẻ đẹp hút hồn không thua kém gì đảo Maldives. Hòn đảo vẫn còn giữ được nét nguyên sơ cho nên là đáp ứng được xu hướng du lịch trong mùa Covid nhé. Mà ở Phú Quốc thì mọi người biết rồi, các cái resort 3-4 năm sao, rất là nhiều nhà hàng, mọi thứ là về dịch vụ thì đã có rất là đầy đủ. Mà khi dịch vụ những cái đó đầy đủ thì đương nhiên là về vấn đề lặn biển an toàn, cái dịch vụ đấy chắc chắn cũng sẽ được coi trọng. Lại thêm cái phần mà giữ được cái nét hoang sơ ở tại Hòn Thơm đấy thì chị thấy là hội đủ toàn bộ các cái tiêu chí để có thể được đưa vào top 10 của thế giới. Đối với chị, Hòn Thơm chiếm 100%. Chỉ một đáp án thôi hả chị? Ừ. Trời ơi, gọn vậy. Gọn lắm. Phan Xuân Nghị thì sao ạ? Đầu tiên thì Nghị sẽ loại đảo Lý Sơn. Để nói về vẻ đẹp của Lý Sơn thì Lý Sơn cũng rất là đẹp, có mật độ san hô dày và đẹp, nước biển thì trong vắt, nhưng nơi đây đã khai thác du lịch từ lâu. Hòn Mun cũng là một trong những cái đáp án mà các bạn cần lưu ý, bởi vì là một trong những hòn đảo đẹp nhất trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là nơi mà Nghị đã lớn lên. Cảm ơn Khánh Hòa, cảm ơn Nha Trang đã nuôi dưỡng, tạo ra một tuyệt tạo ra một tuyệt tác Xuân Nghị. Một tràng pháo tay ạ. Được gọi là Hòn Mun vì phía đông nam của đảo có những cái mỏm đá nhô cao tạo thành hang động. Đặc biệt đá ở đây đen tuyền như gỗ mun, rất hiếm thấy ở những cái nơi khác. Quỹ động vật hoang dã thế giới đánh giá đây là khu vực có đa dạng sinh học bậc nhất tại Việt Nam, là một trong những thủy cung giàu và đẹp nhất của biển Đông Nam Á. Có thể ngắm quang cảnh dưới lòng biển Hòn Mun ở bằng hai cái cách, bằng tàu đáy kính. Cái này là Nghị đã đi rồi. Mình ngồi trên tàu xong rồi ở cái nền của tàu người ta sẽ lắp kính vào khi mà cái thuyền đi ngang qua những cái rạn san hô đó, tuyệt đẹp. Hy vọng là mọi người sẽ có dịp tới Hòn Mun.
để mà được ngắm những cái tuyệt tác đó. Khi mà các bạn ngắm tuyệt tác đó thì các bạn cũng có thể cảm nhận được Xuân Nghị là người... Chị cười gì vậy? Chị ngưỡng mộ tuyệt tác ngồi trước mặt chị. Wow. Cảm ơn chị. Và tiếp theo tới là Hòn Ông, đảo nhỏ nằm trong vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, cũng là tỉnh Khánh Hòa. Dạ. Khánh Hòa ở trong này có rất là nhiều cảnh đẹp. Tuyệt đẹp. Cảm nhận đầu tiên và xuyên suốt cái kỳ nghỉ của Xuân Nghị. Xuân Nghị cũng đã được có cơ duyên nghỉ tại một cái nơi tuyệt đẹp như thế này. Các bạn có thể nghe được cái tiếng chim hót ở đảo mà còn có rừng, có cây, tiếng sóng vỗ về. Cậu làm mình cảm thấy cuộc sống nó yên ả, nó thanh đạm lắm. Bãi cát trải rất là dài dưới mặt biển, đến nỗi có thể bơi ra một đoạn xa, nước cũng có chỉ là ngang ngực thôi. Có nghĩa là cái bãi nó thoải dài chứ nó không có sâu hoẫm xuống. Nó trải dài đều qua bên này. Đặc biệt. Cảm giác không tự tin nên giờ bây giờ phải quay qua nhìn chị không tìm một sự đồng thuận. Không, em đang khá là tự tin. Em đang nói về quê hương mình. Tại sao Hòn Ông là một trong 10 điểm lặn biển thì chúng ta phải đi xuống dưới biển. Nãy giờ là người phân tích là ở trên bờ thôi. Ủa chưa xuống nữa hả? Trên bờ nó đã tuyệt vời như vậy rồi thì bây giờ chúng ta xuống biển nè. Trời ơi. Mời mọi người thắt dây an toàn. Dòng nước trong vắt, có thể nhìn thấy những cái hòn đá, những cái đàn cá bơi lội ở dưới nước. Nước trong sẽ có tầm nhìn tốt khi mà chúng ta lặn biển. Mặt biển phẳng lặng như gương, có tính an toàn cao cho khách du lịch khi mà lặn biển. Vùng biển có nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, không quá lạnh, phù hợp với nhiệt độ của cơ thể con người. San hô mềm á thì nó khi mà nước đẩy thì nó sẽ đông đưa, nó uyển chuyển. À, màu sắc khiến cho việc bơi lặn trở nên thú vị hơn và có cái dịch vụ hỗ trợ lặn biển nữa. Vấn đề bảo vệ môi trường cũng được rất là coi trọng ở Hòn Ông, vậy cho nên 101% cho Hòn Ông và 90% cho Hòn Mun. Những thông tin mà anh nói ra là những thông tin anh search trên Google và những thông tin mà bản thân anh đã trải nghiệm. Và bản thân anh là một người con của Khánh Hòa. Đúng rồi. Nghĩ là lần này em có thể tin một người con của Khánh Hòa như anh đó được không ạ? Em phải tin anh. Tại vì đó là quê của anh. Anh đâu thể nào mà anh nói dối nói xạo rồi sao anh về quê được, hiểu không? Chân lý nằm ở đây. Anh là người con của Khánh Hòa. Thì hồi nãy em cũng tin chân lý nằm ở đây mà em nói sai một câu đó anh. Cái chân hồi nãy nó hơi giả. Chân này mới là chân lý. Em muốn hỏi anh Nghị là như em thấy anh giới thiệu Hòn Mun một cách nó rất là đẹp, nhưng mà qua đến Hòn Ông anh 101%, nhưng mà anh lại giới thiệu ở bên trên không à? Ở bên dưới anh chỉ có kêu san hô nó ẻo thôi chứ. Ở bên trên là anh bonus cho em thêm. Dài quá, ý của anh vẫn bonus mãi. Xong em muốn anh focus trên dưới biển đúng không? Có nghĩa là anh phải dẫn dắt mọi người, ví dụ mọi người tới với đảo của anh phải đây chim chóc, các bạn lắng nghe chưa, chim chóc hót này đó, im lặng các bạn nghe tiếng sóng biển này đó, dạt chào chưa, êm ả chưa, ok rồi đúng không, thoải mái đúng không, xuống lặn biển với tôi phải dẫn dắt từ từ chứ. Rất dài quá, chị đồng ý. Ở Vũng Tàu nhà chị cũng có biển, chưa đi ra dặng dương nhắm mắt lại cũng nghe tiếng sóng biển, cũng nghe chim hót, chả có gì đặc biệt. Em chứng tỏ một điều là ở dưới nước đẹp mà ở trên nó cũng đẹp nữa. Các bạn có thắc mắc gì nữa không? Dạ tụi em rồi, nếu không 10 giây bắt đầu. Và như vậy là 10 giây đã trôi qua. Xin mời đáp án của hai đội. Một cái tỷ lệ rất là cao, đấy là Hòn Thơm ở phía nam của đảo Ngọc Phú Quốc. Và Hòn Thơm hiện lên với một vẻ đẹp hút hồn không thua kém gì đảo Maldives. Hòn đảo vẫn còn giữ được nét nguyên sơ. Và tiếp theo tới là Hòn Ông. Các bạn có thể nghe được cái tiếng chim hót ở đảo mà còn có rừng, có cây, tiếng sóng vỗ về. Chỗ làm mình cảm thấy cuộc sống nó yên ả, nó thanh đạm lắm. Cả hai đội đều chọn đáp án D là Hòn Ông. Nghe theo lời người con của nhà Trang Khánh Hòa. Nếu câu này mà anh Nghị tư vấn cho tụi em sai thì sao? Dạ anh, là từ đây về sau em sẽ không bao giờ tin vào cái sự 101% nữa. Em không còn cơ hội nữa, câu này câu cuối rồi. Không, nhưng mà sau này em cũng không gặp lại anh Nghị hay là đi ra ngoài cũng sao không bao giờ tin vào cái sự không nữa. Bao giờ ủng hộ sản phẩm của anh nữa. Anh sẽ không để cho người dân quê anh thất vọng vậy anh. Anh cũng không để cho tụi em thất vọng vậy anh. Tụi em tin anh. Em cứ chờ đợi đi. Và kết quả của chúng tôi xin mời. Em thấy chưa? Khánh Hòa tin anh, yêu anh. Có người chân thật, vùng biển đẹp tạo ra con người đẹp. Và như vậy là đáp án D Hòn Ông đã mang về cho mỗi đội 16 triệu đồng tiền thưởng. Và qua 5 câu hỏi thì đội Lấp Lánh đang có 24 triệu đồng.
Và đội Long Lanh đang có 22 triệu. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Xuân Nghị. Kẻ gây rối là diễn viên Lan Phương. Và chúng ta đã vừa trải qua 5 câu hỏi cực kỳ thú vị của chương trình. Có rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Vui có, hụt hẫng có, hối hận cũng có, hồi hộp cũng có. Giờ cảm xúc quan trọng ngay bây giờ là như thế nào? Dạ thì cảm xúc của em thì nói chung là đến câu cuối này là em cũng không ân hận. Rồi vậy sao câu đó là coi như là bây giờ là coi như anh Nghĩ có ra sản phẩm làm bất cứ gì cũng ủng hộ đúng không? Dạ ủng hộ hết mình. Hết mình luôn dạ. Ủa vậy chị Lan Phương mốt dạ, đóng phim hộ là chứ. Không? Dạ ủng hộ chị Lan Phương, ủng hộ anh Võ Tấn Phát luôn. Bé khéo quá. Còn em? Em thì tới với chương trình thì em học được, biết được rất là nhiều kiến thức bổ ích ở bên ngoài thế giới rồi là của Việt Nam mình. Em được gặp những anh chị nghệ sĩ mà em từng yêu thích rất là nhiều. Em rất yêu thích đến bây giờ luôn. Từng yêu thích từng thôi yêu thích không, em hơi lỡ lời. Em rung quá, em lỡ lời là nhất là anh Xuân Nghị, em rất là thích anh. Cảm ơn em. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến với Tỷ Lệ May Mắn. Chắc chắn rồi sẽ có những kỷ niệm trên sóng VTV3 và vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.